Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu tiết số 2 bài 15 Làm quen với dãy số tự nhiên. Sách giáo khoa môn toán lớp 4, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang và theo bộ sách để chúng ta học các em nhé. Bây giờ thì hãy mở sách của chúng mình ra, trang số 51 nào. Rồi, mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Người thì yêu cầu là gì? Tìm số liền sau của các số sau. Như vậy các em có số này, 19 này. Vậy thì để tìm số liền sau của 19 thì các em có thể đếm đúng không? 19 rồi đến gì? 20. Hay các em lấy số 19 này các em cộng thêm 1, đúng không? Là 2 gì? 20 nhá. Ok. 200. Số liền sau của 200 sẽ là 201. Rồi, số liền sau của 85. 85 rồi đến 8. 86. Ok. Số liền sau của 9999 sẽ là gì? Cộng thêm 1, 9999 cộng thêm 1 sẽ là 10.000. Được chưa? Đó, như vậy chúng ta đã hoàn thành được bài số 1 nha. Rồi, sang bài số 2. Tìm số thích hợp để được ba số tự nhiên liên tiếp. Như vậy người ta cho này, câu A này, 6, 7. Vậy thì số thích hợp ở đây hơn kém nhau mấy? Một đơn vị. 6 rồi 7 rồi sẽ đến gì? 8. Bởi vì sao? Ba số liên tiếp thì các số tự nhiên nó chỉ hơn kém nhau mấy? Một đơn vị, đúng không? Rồi, câu B này, 98, 90 mấy thì đến 100, dễ như ăn kem đúng không? Vậy thì sẽ là 99. Rồi, tương tự nào, bao nhiêu thì đến 100.000 nhỉ? Bao nhiêu thì đến 100.000 nhỉ? Như vậy thì sẽ là 90 mấy, thầy viết ra đây mới đủ nhá, 99.999. Được chưa? Rồi, 100.000. Vậy thì số này sẽ là 100.001. Được chưa? Đó. Sang câu tiếp theo, đó là bài số 3. Người ta hỏi điền số nào? Như vậy các em thấy ở đây, đây là một cái số mà theo quy luật này tăng ở hàng chục này, 69 này, 70, 71, 72. Vậy thì nó sẽ tiếp tục sẽ là 1973, đúng không? Số tiếp theo sẽ là 1974. Vậy thì tiếp theo sẽ là 1975. Được chưa? Rồi, tương tự câu B, các em thấy nó tăng này, 2468. Như vậy tăng số liền trước so với số liền sau thì số liền trước sẽ kém số liền sau 2, tức là tăng 2 đơn vị đúng không? 2 đến 4, 4 cộng 2 là 6. 6 với 2 là 8. Vậy thì số tiếp theo sẽ là 10. Giống như mình chơi trốn tìm thôi đúng không? 10 với 2 là 10, 12. 12 với 2 là 10, 14. Được chưa? Rồi nha. Tiếp theo nè, 1, 3, 5, 7, 9. Như vậy cũng tăng 2 này. 1 với 2 là 3, 3 là 5, 5 là 7, 7 là 9. 9 vậy thì sẽ là 10, 11. 11 đến 10, 13. 13 sẽ là 10, 15. Ok chưa? Xong nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta có này,
số này 5, 10, 15, 20, 25. Như vậy sẽ cách nhau mấy? 5 đơn vị. 5 đến 10, 10, 15, 20, 25. 25 sẽ là 3. 30. 30 sẽ là 3. 35. 35 sẽ là bao nhiêu? 4, 10. Xong chưa? Đấy, khá là dễ dàng đúng không nào? Rồi, bài 4 nhé. Trên bàn có 7 cái tấm thẻ ghép được thành số 1.951.890. Đây, tức là 7 cái tấm thẻ người ta ráp được thành số này, 1.951.890, đúng không? Số người ta ráp được này, 1.951.890. Ok, giờ câu A. Lấy ra một tấm thẻ để được số có 6 chữ số lớn nhất có thể. Tức là gì? Chúng ta chỉ là số nào? 6 chữ số thôi. Như vậy chúng ta sẽ lấy cái tấm thẻ nào nhỉ? Chúng thấy ở đây trong các số này thì số 9 sẽ là lớn nhất. Vậy thì số 6 chữ số thì hàng gì? Hàng trăm nghìn nó là số 9 này. Vậy thì mình sẽ lấy tấm thẻ số mấy đây? Tấm thẻ số 1 đi này. Đó, đây có thể là số lớn nhất, có thể không? Tại vì mình chỉ được lấy một tấm thẻ chứ không được đổi vị trí, đúng không? Vậy thì ta sẽ lấy tấm thẻ số mấy? Số 1 nhá. Vậy các em sẽ trả lời Lấy gì? Tấm thẻ số 1. Lấy tấm thẻ số 1 thì sẽ được số gì? Lớn nhất, đúng không? Có thể là bao nhiêu? Chính là ta sẽ được số 951.890. Ồ, văn kê. Rồi, bây giờ đến câu B nè. Lấy ra một tấm thẻ để được số có 6 chữ số bé nhất. Bây giờ thì yêu cầu này, lấy làm sao để có một số bé nhất. Như vậy bé nhất thì ở đây có 0 và 1. Thì chúng ta không thể lấy cái số gì? Số 1, số 0 để làm gì? Cái hàng trăm nghìn được, đúng không? Vậy thì các em suy nghĩ này, mình lấy tấm thẻ số 0 đi này. Thì chúng ta sẽ được số bao nhiêu? 195.189, đúng không? Êm không? Quá êm đúng không? Vậy thì lấy tấm thẻ số nào? Số 0 thì chúng ta sẽ được cái số bé nhất. Số bé nhất có thể là, tức là bé nhất có 6 chữ số đúng không nào, sẽ là bao nhiêu? 195.189 nhá. Ok chưa? Rồi, như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành được cái tiết số 2 của cái bài này. Và hẹn gặp lại các em ở trong bài 16. Đừng quên là chia sẻ kênh và video các em nhé.